Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại một số nghĩa trang, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cùng đoàn công tác thành phố đã đến đặt vòng hoa dâng hương tại khu bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và 96 liệt sĩ tiểu đoàn 76 Hải Đà, bia chiến tích tiểu đoàn 3, mặt trận 44 Quảng Đà, bia tưởng niệm các liệt sĩ biệt động thành phố Đà Nẵng tại xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, đặt vòng hoa và dâng hương tại nhà lưu niệm Mẹ Thứ, nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi và nghĩa trang liệt sĩ thị xã Điện Bàn. Tại các địa điểm này, đoàn đã thành kính dâng hương, tri ân công lao và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ công ơn và nguyện tiếp nối, phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Dịp này, Bí thư Thành ủy đã đến thăm, tặng quà động viên lực lượng công nhân đang thi công công trình nhà bia tưởng niệm liệt sĩ tiểu đoàn 3, mặt trận 44 Quảng Đà, tại xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn. Bí thư Thành ủy mong muốn đơn vị thi công phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung nhân vật lực thi công hoàn thành đúng thời gian, đảm bảo chất lượng và mỹ thuật công trình, để nơi đây là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng quê hương, nhất là với thế hệ trẻ.